con của ngươi chết rồi vẫn chưa đủ thảm. Ta muốn chứng kiến ngươi bị Lô Cương đánh bại như thế nào. Ai là người cuối cùng đứng trên lưu đài này thì là đệ nhất Quảng Châu, danh chính ngôn thuận. Tôi muốn lấy Quế Lan. Tại sao trong lòng anh chỉ có Quế Lan thôi? Sau này con không phải là con cháu của Mạc gia nữa.